xin chào, chúng ta là nhóm Double Wish. Tôi tên là Shinsuke. Tôi tên là Kazu. Hôm nay chúng tôi đi ăn ở đây. Ở đây là nhà hàng đặc biệt. Cái gì? Đây là quán ăn phong trường. Hôm muốn ăn thêm. Ok. Hôm theo, theo Double Wish. Muốn ăn hôm trường ngon nhất là baguette. Nhìn là rất ngon. Hương vị, hương vị giống chim hoặc là giống cua. Nếu các bạn thích video này thì share và subscribe nhé. Bye bye, bye, bye.